Chào mọi người nha. Rồi, mình là Ni đây và hôm nay mình sẽ có một thông tin rất là hot cho các bạn nha. Thì các bạn nào mà fan Lockroot hoặc là fan của trái quỷ này, các bạn chắc mình nghĩ là các bạn sẽ rất là vui luôn á nha. Rồi, rất nhiều. Rồi thì theo thông tin mình tìm hiểu được á, ngoài trái OB đúng không các bạn, trái Control á và trái Dragon thì thêm một trái nữa cũng có thể được làm lại luôn nha các bạn, hoặc có thể là được thức tỉnh lên. Cái trái này như mình nói á sẽ rất là ngon cho mấy bạn nào mà chuyên BB, chuyên săn bounty nha các bạn. Đó chính là trái gì? Đây. Đó chính là trái Pao nha các bạn, của cái gì ta, thất vũ hải Kuma nha các bạn. Thấy Kuma bây giờ mới lên tiếng nữa các bạn, chứ các bạn á, như mình nói đó, các bạn nào mà chuyên BB á thì BB trái này rất là ngon nha các bạn, rất là mạnh luôn. Nhưng mấy bạn nào mà dùng để farm á thì mình nghĩ là chắc mấy bạn không thích đâu, tại trái này farm không có ngon luôn nha các bạn. Đúng các bạn, đó farm không có được ngon lắm đâu, chỉ có BB á thì ngon thật sự luôn. Là vậy thì trái Pao này á, theo thông tin mình tìm hiểu được nha các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn thấy ở đây nha. Đây là Twitter của admin đó các bạn, admin E nè. Thì theo như mình biết cái admin E như là admin trong cái Discord Lockroot luôn các bạn. Đây nè các bạn, ông này nè. Đó, ông cũng là E chấm nè các bạn, phải không nè. Đó, ông cũng tên là E chấm luôn. Thì đây là cái Twitter của ông nè. Đó các bạn thấy nha. Đây E chấm nè và ông nè. Ông ghi, ông không có cần ghi gọi là nhiều nha các bạn, nhưng mà các bạn nhìn nè. Chỉ là cái dấu móng nè, cái dấu bàn chân gấu ấy, và ông ghi là V2 chấm hỏi, và thấy chưa, đó là một ấy, là cái trái Pao này sẽ được lên V2 đúng không? Đấy, sẽ được lên V2 là làm lại các bạn. Đấy, hoặc là có thể thức tỉnh luôn nha các bạn, rất là xịn luôn. Đấy. Ôi, rất là nhiều bạn comment đó các bạn nè, finally nè. Đó, finally Pao is getting nè, như mọi người như ông này nói nè. Cuối cùng là Pao đã được nè. Giờ chỉ cần trái Barry rào trắng ấy và trái trọng lực thôi là xong nha các bạn. Thì đúng thiệt nha các bạn, trái trọng lực hiện tại cũng khá là, mình nghĩ là bị giống như là không có đường mạnh đúng không các bạn. Đấy, trọng lực mythical nhưng mà thực sự là trọng lực không có mạnh lắm, không có đúng giá lắm các bạn đúng không? Thế vậy thì Pao thì cũng hơn trọng lực nha các bạn. Pao thì có thể là hơn trọng lực luôn đấy, không có đùa đâu nha. Mặc dù legend thôi nhưng mà Pao mà được admin làm lại các bạn thì lên được mythical là chắc xịn lắm ấy đúng không? Là những trái về sau cần làm lại như là Rarity nè. Đó, làm lại nữa là xong. Còn trái Dragon với trái OB là chắc chắn sẽ được làm lại nha các bạn. Admin cũng đã khẳng định rồi đúng không? Có, bây giờ là thông tin là chưa có trái Pao nè, nên mình không biết là làm lại lên V2 hay là thức tỉnh lên V2 ha. Đấy là vậy, thì cứ chưa chắc. Ông admin chỉ ghi một vài thông tin vậy thôi cho bạn tìm hiểu tò mò thôi nha các bạn. Đấy là vậy, trái Pao nha. Rồi, thì bạn nào muốn mong chờ cái trái Pao này làm lại như thế nào không thì các bạn comment bên dưới cho mình biết nha các bạn. Đây, đó, xài Pao nha các bạn. Đấy, thì chiêu thức của Pao thì các bạn cũng biết rồi đó. Rồi mình ăn Pao cho các bạn xem luôn nha. Ăn Pao luôn, xài ăn sẵn xài skill lại cho các bạn xem luôn. Đấy, nhầm vô. Rồi, thì các bạn cũng có thể biết là Pao đã gọi là lâu lắm rồi nha các bạn. Pao là ra thời đúng lâu luôn rồi, nhưng mà chưa được thức tỉnh, chưa có, nói chung là chưa có đụng admin, chưa có đụng chạm gì tới trái Pao này hết á. Không có gọi là chỉnh sửa một cái chiêu nào của Pao luôn mày, đúng không các bạn? Đấy, chỉ có như là búp lên hay là giảm đam hay là cái gì thôi à, chứ không có đụng chạm tới Pao luôn. Cái trái Pao này hiện tại ấy thì gọi là có một cái ngon của Pao này là gì bạn? Các bạn có thể combo rất là nhanh tay luôn nha bạn. Các bạn có thể combo BB các bạn, săn cực kỳ ngon luôn, nhanh tay lắm luôn ấy. Nhưng một cái điều á làm cho trái Pao này không có ngon đó chính là không phá ken được nha các bạn. Đấy. Trừ chiêu V nha các bạn, cái chiêu V nè. Cái chiêu V này thì phá ken chắc chắn rồi. Các bạn chỉ cần V chúng là các bạn combo đối phương không bật ken được là auto trúng nha các bạn, khá là đã luôn. Nhưng mà mình nói những chiêu còn lại các bạn. Đấy. Như là Z nè, X nè, đó hai chiêu này combo đúng nhanh luôn các bạn. Đó hai chiêu này combo các bạn combo lại liền đúng nhanh luôn ấy. Khi mà các bạn khống chế đối phương lại được ấy thì combo hai chiêu này đúng đam to và nhanh luôn nha các bạn. Đó. Xong rồi, V vô cái nữa là xong game à. Thì nói chung là chuyên BB các bạn thì săn khá là ngon nha. Nhưng mà nào không quen thì rất là khó xài luôn nha các bạn. Cái trái Pao này cực kỳ khó xài cho BB luôn nha, không đùa đâu. Đây Pao này có tele luôn các bạn. Đó. Cái bộ chiêu thức này khá là cũ rồi nha các bạn. Nhưng mà mình thấy vẫn còn gọi là giữ phong độ ngon ấy. Thì mình không biết là lúc mình làm lại thức tỉnh ấy, thì trái Pao sẽ gọi là tiên tiến lên như thế nào hả các bạn. Tại mình không có chơi nhiều tựa game có trái Pao mà ngon lắm các bạn. Đấy, toàn mấy trái Pao mà cục cùi không à. Mấy trái Pao mà legend như bên block này mới ngon nè. Thế là vậy, đó là vậy. Đấy, các bạn thấy nha, bộ chiêu thức nha. Đây. Đó. Và một cái lợi của Pao nữa là các bạn biết là cái tầm đánh rất là xa luôn nha bạn. Đứng từ xa chịu cũng tới à. Đấy, đứng đâu chịu cũng tới các bạn, rất là xa luôn, cái tầm rất là xa luôn, gọi là đúng là xạ thủ lắm mày. Như vậy và combo rất là nhanh nha các bạn combo 4 nút vô một lần được liền luôn ấy. Không có đùa với Pao đâu nha các bạn. Đó, nhưng mà hơi khó như mình nói đó là các bạn có thể hai kia quan sát né được. Đấy, chỉ có lỗ là vậy thôi. Đó thấy không nè. Đó, thấy chưa? Dùng combo liền đúng nhanh luôn ấy, không có đùa đâu. Nên mấy bạn mà chuyên BB á
Pro nha bạn, thì xài cái bao này sẽ rất là ngon. Đấy, còn được là làm lại hay thức tỉnh lên thì mình chưa biết chiêu như thế nào, nhưng mà tạm thời là vậy nha bạn. Rồi, thông tin tiếp theo đó chính là admin Rip Indra đã nói là có thể là sửa lại một cây kiếm cũng khá là cũ nha bạn. Đó chính là gì? Đó chính là cây Gravity nha các bạn. Đấy, cây Gravity đây, thì các bạn thấy nha, đó, những kỹ năng mới là chúng ta nên cung cấp cho Gravity Ken nè, trở nên hữu ích nữa các bạn. Đấy, đó chính là Gravity Ken, đó chính là cái cây kiếm của ông Fujitora các bạn, cái cây trọng lực này nè. Đấy, thì admin hình như là chắc cũng tính làm lại cái cây này luôn nha các bạn. Ôi, ngon chứ, tính ra các bạn update sau là làm lại nhiều lắm luôn các bạn. Đúng là biết update thiệt ha. Ủa, đâu rồi, cái cây nó nằm ở đâu vậy? Gravity Ken, à, cây này màu tím này, đó các bạn thấy nha. Cây này thì cũng được làm lại luôn nè. Đó, thì hiện tại là chỉ có cái tướng cầm mấy bạn thì lạ thôi, chứ chiêu thì vẫn như cũ nhá bạn. Đó, một cái hất lên và một cái thảm với thiên thạch nhỏ xuống nè. Thì admin cũng sẽ tính làm lại những chiêu thức á, để xem, để cho cái cây này gọi là trở nên mạnh hơn nha các bạn. Chứ cái chiêu như thế này thì hình như có chiêu dép này thì ngon đó bạn, nhưng mà cái thiên thạch này mình nghĩ là chắc không có trúng nổi ai đâu bạn, cuối cùng nhớ xíu à ha. Để vậy thì đó là những thông tin mà mình muốn nói cho các bạn ha. Đó chính là cái bao sẽ được làm lại đúng không, lên V2 hoặc thức tỉnh. Còn cái cây Gravity này cũng được admin làm lại chiêu luôn nha các bạn. Đấy, thì vậy thôi nhé. Thì các bạn nào có ý kiến như thế nào á thì comment ý kiến bên dưới cho mình biết nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau nhé. Bye bye.